Chết rồi, công bố tuổi em luôn à. Ủa vậy lớn tuổi hơn em hả? Lên Sài Gòn. Ủa vậy là bạn đúng không? Ta đó là trò đạo nghĩa vợ chồng. Giờ ta ra lệnh tấn công, dù phải hy sinh phụ tử. Các Tường rất vui được chào đón quý vị. Chúng ta đã đến với chương trình Người Kết Nối. Thưa quý vị, vậy là mấy tuần rồi Tường lại không được làm Người Kết Nối nữa. Nhưng mà ngày hôm nay rất vui, vì mỗi khi mà được Người Kết Nối gọi mình thì Tường là được giao để mà kết nối những nhân vật rất là đặc biệt. Hình như là Tường có duyên với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Có lẽ là với 20 năm trong nghề thì chương trình nghĩ rằng với những người hoạt động nghệ thuật thì rất dễ dàng cởi mở và chia sẻ với các Tường hơn. Trang ơi Trang. Oh hello. Xin chào chị. Trời ơi. Ủa gì? Ôi về tụi bay ơi. Hồng Trang được biết đến là một diễn viên, đạo diễn đã có gần 15 năm gắn bó với nghề. Từ các vai bi, hài, tính cách đều được cô thể hiện một cách xuất sắc. Nhưng con đường cô đi còn lắm những chông gai trắc trở. Với ngần ấy năm mà cái tên Hồng Trang xem ra vẫn còn lạ lẫm. Dù thế, ngọn lửa nghề trong cô vẫn cháy. Cô luôn nuôi hy vọng và chiến đấu với nghề để đạt được thành công cho bản thân mình. Thôi má, người ta giàu, người ta muốn nói gì người ta nói má. Thôi, em vô tình em coi vở lá sầu riêng này là em rất là thích cô này luôn. Thôi thôi khỏi khỏi. Ê Trang. Dạ. Chị mới thấy nét đẹp em giờ là nét đẹp già đó. Em già từ lúc em vô trường rồi chị. Dạ, mấy em yên tâm, chị đang khen em phải đang chê đâu. Tại vì mấy người già sớm vậy là mai mốt không có già nữa. Dạ đúng rồi. Bà tặng đến xôi là biết ai. Già 50 năm sau em cũng y vậy đó. Rồi giờ cuối cùng là phòng em ở đâu? Dạ trên đây, trên giá. Trời ơi, đây là mấy thùng đồ đi diễn đúng không? Dạ, đồ phục trang, Nói chung là bây giờ ở chung nhưng mà đồ em chiếm nhiều hơn tụi nó. Ủa rồi cái ghế là sao rồi, đây là ngủ với ai đây? Cái này của em, cái này của bé Ngân, diễn viên chung em luôn. Ủa là giờ là phòng này ở mấy người? Dạ bây giờ cơ bản là hai người, một phòng ở dưới là của con bé Liên kia, bé diễn viên luôn. Rồi phòng bên đây là của ba thằng nam. Hả em? Ủa sao tự nhiên phải ở có nam vô đây là hả, là sao đóng chừng nào chi tiền càng ít chi. Ủa nhưng mà nam nữ ở chung luôn vậy đó hả? Dạ đâu sao đâu, khác phòng mà sao đâu chung phòng nữa. Ủa vậy nguyên cái nhà này là mình thuê nhiêu vậy Trang? Dạ 4 triệu tháng. 4 triệu giờ sao đứa ở ha, cũng đỡ quá ha. Đó chưa tính điện nước đúng không? Dạ đúng rồi. Ở dưới nó có vẻ mát hơn, chắc xuống dưới ngồi tâm sự đi. Dạ đúng rồi, chứ dưới đây chưa. Của ông Trang vậy được rồi. Trang lên thành phố Hồ Chí Minh này bao lâu rồi và tham vô nghề mình được bao nhiêu năm rồi? Em hồi tốt nghiệp cấp 3 luôn, em lên đây luôn là năm 99. 99. Dạ, rồi xong là em học phát thanh truyền hình. Rồi em mới 99 là vậy em sinh năm 81 hả? Chết rồi, công bố tuổi em luôn à. Ủa vậy lớn tuổi hơn em hả? Ủa vậy là bạn vô học cùng khóa thôi chứ mà lớn tuổi hơn em. 81, tôi sinh năm 77. Bà lên sau tôi 4 năm thì bà sinh năm 81. Anh tính là em ơi, trời ơi. Tôi học sinh giỏi. Chết em. Em giấu gần chết. Bây giờ gặp tôi là cao thủ rồi. Thì đó, tốt nghiệp đó xong rồi các em lên em học bên phát thanh truyền hình. Đại học bên là phóng viên, biên tập viên. Ủa đó. Chứ không phải, à là từ mới lên. Dạ là học cái đó. Nên học mà học là xong rồi cái ra cái điều kiện không có đó mình đi làm. Với lại cái bằng là bằng trung cấp nữa, muốn là phải đi học nữa. Còn nếu mà đi làm phải có xe là phải có máy, ít nhất là có một cái máy chụp hình. Tốt nghiệp xong rồi cái không chơi thi cái em chạy về bên chỗ bánh kẹo của em. Là em phụ bán kẹo dừa. Cái là mấy anh chị bên công nhân quá lao động của câu lạc bộ MC là xuống nhà em chơi cho biết. Rồi cưa nói bác ơi bà ơi là con Trang nó cũng có năng khiếu này nọ kia. Nó thôi về đây tự nhiên cái nó bán kẹo dừa tội nghiệp quá, cho nó lên nó thử thi một lần, chừng nào rớt rồi cho nó về nó bán kẹo dừa không muộn. Thì lên cái em lên em tiếp tục em tham gia câu lạc bộ đó. Rồi song song đó là em ở nhà trọ để mà em học luyện thi. Thi vô năm đầu tiên đó các bạn chị. Rớt xong em học một năm dự thính. Sau một năm dự thính nó mới được vô học chính thức. Dạ không phải là được mà là thi lại. Dạ học dự thính là học để cho rồi thi lại rồi đậu chưa? Dạ đậu rồi. Là phải học vậy là tổng cộng là mất thêm 3 năm học cao đẳng nữa. 3 năm cao đẳng diễn viên nữa. Một năm dự thính là mất 4 năm. Dạ. Rồi đề ba cái đầu là 2 năm học bên phát thanh viên nữa là học 6 năm. 2 năm rưỡi. Dạ mà chưa xong nữa. Vậy lên Sài Gòn là 7 năm học rồi đó. Dạ, đúng không? Chưa xong nữa. Rồi 7 năm. Em quyết định em thi tiếp. Thi gì nữa? Đạo diễn. Rồi đó rồi. Đạo diễn sân khấu. Học nữa. Dạ, đậu thì không? Vô đại diễn đâu. À đậu, mừng quá. Tại vì dù sao cũng mòn mặt ở trường rồi. Là hệ gì? Dạ hệ chính quy luôn, hệ cao đẳng chính quy. Đang học thêm 3 năm nữa. Dạ đúng rồi. Là thành 8 cái hồi đó
nữa đối với em nữa. Không, dạ. Nhưng mà nói nãy giờ chọc em thôi, nhưng mà em cũng có một cái em là coi như là kiên cường hơn chị, em nghị lực hơn chị, dạ. Và gọi là cái sự yêu nghề của em có vẻ là hơn chị. Tại vì chị thời lúc chị trẻ chị không có yêu nghề như em. Dạ. Bắt đầu từ lúc nào mới gửi tiền về nhà? Hình như lúc em học sao đạo diễn cũng hai ba năm gần đây à. Em mỗi tháng em cũng gửi tiền chợ cho mẹ là 1 triệu thôi. Dạ, tại dưới nhiều khi vừa bán chuối bán thì cũng không có đủ tiền. Em có ý định là mua một cái nhà nhỏ ở trên này chưa? Tại vì thấy bây giờ thực sự nếu mà cái kế hoạch để mua một cái chung cư, một cái nhà nhỏ trả góp thì dạ. Chị nghĩ với cái sức làm của em bây giờ cũng có thể em là được. Dạ chưa chị. Lý do tại sao chưa đủ sức hay là chưa nghĩ tới? Chưa đủ sức mà bây giờ không thèm nghĩ tới luôn. Tại sao? Tại vì em nghĩ mấy năm nay rồi nhưng mà nó vẫn chưa thành thôi, em không nghĩ luôn. Nhưng mà có cái ước mơ đó không? Rồi. Có mộng ước đó. Tất nhiên là có chứ chị. Cái nhà giờ em ví dụ có vài chừng 300 triệu em cũng đã đau xuống mua được cái nhà nhỏ rồi. Mua cái chung cư 2 phòng hay là gì đó là được rồi. Cái số đó em chưa bao giờ có chị ơi. Vậy thì ngày hôm nay lịch trình của em là như thế nào? Hôm nay em có show siết gì vậy? Dạ hôm nay là cái lịch của em là em hẹn nhóm kịch đời của em tập lại. Ủa? Để mà tối em diễn. Mình đi theo Hồng Trang ngày hôm nay xem một ngày làm việc của bạn ấy với nhóm kịch đời như thế nào quý vị nha. Đây rồi, 122 Nguyễn Cư Trinh, quận nhất. Ở đây là chỗ tập thôi đúng không? 13:30 Cát Tường đã có mặt tại quán cà phê, nơi mà Hồng Trang cùng các anh em thường ngồi lại bên nhau nghĩ về những xuất diễn hàng đêm. Ăn tập đi dâu chưa thấy hay ăn hả? Miệng lên sức tập gì. Rồi tụi em cứ tập mà chị ngồi đâu kệ chị. Dạ. Thưa quý vị, và bây giờ thì Cát Tường đã có mặt tại một cái phòng tập bé xinh xinh ở trên lầu của một cái quán cà phê mà cái đường đi lên cũng rất là eo hẹp. À, để thấy là nghệ sĩ chúng tôi làm việc trên sân khấu là thánh đường nhưng mà ở ngoài cuộc sống nó rất là như vậy đó. Chúng ta sẽ đến một cái lớp kịch Gánh hát chiều xuân. Ồ, Gánh hát chiều xuân của nhóm kịch đời. Và bây giờ là lớp kịch số mấy đây không biết. Âm nhạc lên. Bây giờ mình ráp cái phần ấy đi. Vậy? Cái phần mình chưa có anh Dũng, cái phần sau á mọi người tới rồi á. Ủa cái tuần này mình diễn lần nào chưa? Dạ rồi. Dạ diễn rồi. Dạ, tại vì hôm nay em bị đứt người. À. Con bé diễn dây này nó về quê rồi. À, nhỏ này thấy dài hả? Dạ. Thì giờ đang thắc mắc thôi, tuần diễn tối diễn vậy là chưa thuộc tuần bà. Dạ. Xe đạp của bác bà Mạnh bị tai nạn rồi hả bác sĩ? Bây giờ alo. Em nó nghe nè, cái chỗ đó em nó chậm lên được không? Dạ dạ. Tại vì nó có hai cách diễn, em nói nhanh thì thứ nhất nó em sẽ bị liếu lưỡi. Dạ. Em diễn ra cách khác vậy đó. Alo. Hả? Đó, chị Phạm. Chị sẽ đồn bắt ba mạnh. Ừ, sao nó đỏ ra. Cũng được vậy em. Dạ. Cái giả nó nghe em đâu cần nó lùi nhanh vậy đâu. Dạ. Không, tại cái lưỡi nó muốn nhai thôi chị. Rồi, nó nhai cái lưỡi. Hỡi tất cả các nghĩa binh. Dạ. Ta đã là trò đạo nghĩa vợ chồng. Giờ ta ra lệnh tấn công, dù phải hy sinh phụ tử. Dạ thưa quý vị, vậy thì bây giờ chúng ta tạm biệt các bạn nhóm kịch đời ở đây. Và hẹn tối nay Cát Tường sẽ cùng đưa quý vị khán giả đến trực tiếp quán cà phê để xem mô hình diễn kịch cà phê của nhóm kịch đời là như thế nào quý vị nha. Đặc biệt và rất hấp dẫn đó quý vị. Này chỗ đâu kịch đời nằm đâu? 19:30 tối, tại một quán cà phê tương đối nhỏ, Hồng Trang và các bạn diễn đang tất bật cho các công tác chuẩn bị. Điều mà ai cũng đang lo lắng là tối nay có khán giả hay không. Là cái quán này của nhóm này luôn hay là nhóm hay là cái quán mời nhóm để diễn? Ủa tới đây chia 50-50. Cái này xin lên. Hello. Hai chị. Chào cả nhà. Diễn ở đây á hả? Sân khấu này cũng diễn là vậy. Mấy cái bục này ở trên này. Đó. Rồi chừng nào em diễn thì em đi. Mới để xuống. Mà này đâu ai đặt chỗ đặt chiếc gì trước rồi đâu không em? Dạ có, tôi đặt 20 người rồi. Dạ. Dạ ơi chị, hôm nay chị biết là tại vì bữa hổm 12 là em khai trương. Em khai trương là xong em nghỉ cho tới bây giờ. Hôm nay là xuất diễn đầu tiên của năm trong em. Thưa quý vị, mặc dù là hôm nay Cát Tường không có diễn nhưng mà bây giờ cái tâm trạng cũng là cũng từng làm bầu show rồi cũng từng là một diễn viên, bây giờ cũng đang lo lắng, cũng đang rất là phấn chấn, giống như sắp lên diễn mà lo lắng là không biết là tối nay có bán được vé không. Lo lắm nhưng mà dù sao cũng có một cái dấu hiệu, có tin vui. Hồng Trang vừa mới báo là cũng được 20 khách. Quý vị chờ theo dõi nhé. Bây giờ Tường đang rất là hồi hộp theo dõi đêm diễn tối nay của các bạn trẻ. Thank you.
mà cái quán đâu có lớn đâu, 20 người là cũng đông nhất đông là cũng có 70-80 người là hết sức rồi. Cục quý vị khán giả, vì hôm nay đoàn anh Ba Mạnh gặp sư cô nên chúng tôi không thể nào diễn trọn tuần phục vụ bà con được. Tôi xin hứa lần sau sẽ diễn trọn tuần thiệt là hay đi phục vụ bà con tới nơi tới chốn, xin tư lỗi. Còn bây giờ chúng tôi xin phép đi lên bệnh viện đón anh Ba Mạnh về đây. Cái gì vậy ba? Anh có nói với tôi rồi, anh có sống anh cũng muốn sống trên sân khấu, có chết cũng chết trên sân khấu. Vậy thì bây giờ mình xin đem anh về đây một lần, cho anh nằm trong cánh bạc giống anh nằm dưới ánh đèn sân khấu một lần thôi. Trước tiên thì xin phép Hồng Trang được thay mặt nhóm kịch đời cũng như làm tất cả các bạn ở trên sân khấu như là các bạn đang hỗ trợ phía dưới kia, những bạn âm thầm ở sau lưng các bạn ở trên đây đã hỗ trợ cho xuất diễn này. Có khi nào những cái chuyện này nè, những cái khó khăn trong nghề cái nào em chia sẻ với gia đình không? Kiểu như diễn mà lỗ bù lỗ vậy là có nói cho mẹ? Dạ không, dạ không nói gì, tại vì cái chuyện được của em, em lên đây em tự sống, em tự làm, em tự điều tiết em được. Dạ em không có nói vụ này. Còn ví dụ có sơ nhiều khoe cái điều gì hiện tại bây giờ mà Trang cảm nghĩ rằng là gia đình còn lo lắng về mình nhất? Căn dặn nhiều nhất là đi đường cẩn thận. Dạ giữ gìn sức khỏe, đừng có thức khuya. Còn cứ đau đáo lo là gì, là có chồng đi cho yên phận đi để tao khỏi lo. Trong tâm mình, trong lòng mình là mình có muốn lấy chồng không? Em nói thiệt chỉ giờ này là lấy cũng được, không lấy cũng được, không sao hết. Tại vì em làm được, em diễn được, em làm những cái là em khoái là em được rồi. Còn nếu như mà bây giờ còn sức còn đồ thì ok, dạ. Nhưng mà khi hết sức à, hết sức thì vô diện dưỡng lão, mình có diện như làm nghệ sĩ. Bây giờ chị sẽ thay mặt cho chương trình sẽ có một món quà gửi tặng cho em. Ủa phải em hả? Gì vậy chị? Ủa em tưởng tiền lì xì chứ mở laptop lên hả? Ở nhà mình là mình hàng tháng ngày mình làm gì cô chú? Cô thì cơm nước, dạ. Em thì cũng chăm bà cụ. Dạ. À, vậy thì dạ, cũng hết ngày rồi. Dạ. Chú thì lo vườn. Dạ. Hình như là cái lúc mà chị Trang quyết định là lên Sài Gòn đi học mà là đi làm diễn viên, gia đình mình không cho đúng không cô? Ừ, thì đó là mình đâu có quen biết ai đâu chứ. Dạ. À, rồi mình nghĩ thôi cũng như là đi học rồi thôi, thi đi về quê. Thi với này, yeah. Làm việc ở dưới quê vậy đó. Yeah. Rồi cái thì Hồng Trang, cái đam mê nó hồi nhỏ rồi nè. Yeah. Hồi mới có đâu 3 tuổi hả? Chị đúng đi rồi, học, mà chiều cao em giống mẹ. Yeah. À, rồi đi theo, rồi chị học báo giáo cũng học luôn. Mà trong khi đó là không có được ghi tên vô sổ luôn á. Yeah. Rồi phải gửi. Rồi đam mê ca hát, rồi đi đám cưới, dẫn đi đám cưới chơi. Cái lên đám cưới cũng xin người ta cặn ổng video đứng hát luôn. Rồi cái ông thợ ông thấy vậy cũng thương quá, cái ông chụp hình cho mấy bộ hình giờ cô còn giữ á. Chị hát, em múa là chị hai của Hồng Trang hát. Hồng yeah. Trang múa đó. Rồi bên này là Hồng Trang hát một mình bài Lý Ngựa Ô. Rồi cái lớn lên cái đội thi sân ca đi
đi thi làm diễn viên rồi cái nhà không cho. Dạ. Đi qua thanh truyền hình. Dạ. À, rồi học xong rồi đâu có làm, đâu chỉ làm cái đi về ở quê ở thời gian đầu mấy tháng à, rồi cái thôi về xin lên cảng nữa, cứ đi qua tiền sân khấu. Rồi cái nhưng mà cái đam mê của nó giờ mình cản thì cản không được. Dạ. Thì thôi nó thích thì rồi sau này nó học xong rồi cái cô cũng nói con ơi bây giờ mẹ khả năng là mẹ cho con đi học thời gian mấy năm nữa thôi, chứ giờ con học qua cái ngày này là mẹ không có lo cho con nha con. Dạ. Cái nó nói thôi mẹ yên tâm đi, à, con vừa đi học vừa đi làm con kiếm tiền con lo cho con. Dạ. Thì đó bắt đầu nó lo nó tới già luôn. Dạ. Là cô khỏi lo. Dạ. Có bao giờ với chị Trang có một cái điều gì đó mà cô muốn nói với chị mà cô không nói không? Okay. Hôm đó cô nói là Hồng Trang ơi, à, mẹ thích về nè Hồng Trang, giờ con ca cho mẹ một hai bản nhạc vậy thôi. Rồi cái con mấy tấm hình hồi còn nhỏ, bắt đầu từ còn nhỏ xíu á, rồi cái từ con lớn là con đi ca hát rồi nhiều kia, rồi cái lâu lâu cái nhà này em mở mày coi. À. À cái nó hứa mà tới nay chưa có. Những kịch mà kêu em hát xong mà lồng hình vô cho mẹ coi. Rồi, cô cảm ơn chú. À, mồng tơi đó chị Trang thích lắm á. Mồng tơi nấu với mướp á. Dạ. Mướp á, với tôm khô hoặc tép vậy đó. Quê đã trồng lần. Về là một là canh chua, hai là canh rau. Kỷ niệm với chị Trang hả? Đúng rồi. Kỷ niệm với chị Hồng Trang thì nhiều lắm. Chiếc xe đạp đi ha. Hồi trước á, chị Trang chưa có đi làm nhiều á. Nhưng mà vừa đi học vừa đi làm á, thì hai chị em ở chung nhà trọ đó. Rồi hai chị em chở nhau chiếc xe đạp tới lui vậy đó. Chị đi làm về rồi, rồi cái chị Trang phải đi tập. Đi tập bài, đi diễn ở hồi đó nhớ ở quận 3 Võ Văn Tần. Võ Văn Tần. Đúng không? 5B Võ Văn Tần. Rồi cái chở chị ra khoảng 11 giờ đêm vậy đó. Người ta tập là 11 giờ đêm. Rồi cái chở chị ra, đưa chị ra xong cái cắm đầu chạy nhà. Tại vì mình đi làm mà mình làm nên mình phải về đặng sáng sau mình đi làm, còn chỉ thì chừng nào xong vậy thì chỉ xe ôm về. Nhưng mà về tới nhà thì thấy cái tin nhắn trong điện thoại là hu hu chở bà về đi, nay không có tập. Yeah. Tự nhiên thực sự là chị không có muốn cãi lại, không có muốn cãi lại. Thời gian đó thì chị thì mới đi làm, chị Trang thì cũng vừa đi học vừa đi làm. Rồi nói chung là sang rẻ nhau, đâu có tiền đâu mà chỉ đi xe ôm thường. Thì hồi đó mình sinh viên mà, mình chạy xe đạp là chuyện bình thường thôi. Rồi đưa chị đi tập như vậy, nhưng mà tự nhiên mình về mà mình không có hay cái điện thoại của mình, không có tin nhắn gì vậy. Gia đình muốn chỉ có gia đình ổn định. À. Tại vì nam thì khác, nhưng mà nữ thì tới tuổi rồi, sinh con rồi này cũng khó khăn. Hôm nay tới cuối đời mình sống một mình. Chỉ nói vậy nè, nếu mà cuối đời mà tao vô chuồng nghỉ xịt. Cái chuyện đó là chỉ nói gì được, nhưng mà gia đình đâu có muốn. Mẹ muốn nói với con là con ở trển á, con giữ gìn sức khỏe, con đi làm. Thì có bạn bè con ở gần gũi thì mẹ cũng yên tâm. Rồi thôi, vì sức khỏe là cần nhất cho con. Rồi cố gắng đi làm thì có cuộc sống ổn định thì cho tương lai. Thì vậy đó, mẹ lúc nào cũng nhắc nhở con vậy thôi. À, thì con cố gắng nha con. Cha cũng có mấy lời nhắn với con Hồng Trang thì cái thời gian con làm ở tỉnh cũng lâu rồi. Hiện tại thì cũng có phát có nhiều chương trình thì cha hy vọng rằng con có phát huy cái sáng kiến, cái tinh thần để mà có những cái bài, những cái vở diễn hay những kịch bản hay sau này để phục vụ cho là bà con nghe đài được tốt hơn. Em biết khi nào nói chuyện với cha em? Nói chuyện. Em sẽ là em cảm ơn chị Tường, là cảm ơn chương trình rất là nhiều để cho em cái món quà này và cho em có nhiều cơ hội để mà nói chuyện. Cái món quà là để cho em với lại gia đình em, ba mẹ em hiểu em hơn. Thật sự là về nhà hay là
ít nói chuyện với cha, ít nói chuyện với mẹ đó. Ví dụ như mẹ ơi nay con được show này, con được show kia, mai mốt coi con TV này nọ kia, chứ có em không có kể với cái khó khăn, em toàn phải là kể với cái nào em được thôi. Thì chương trình cảm ơn chương trình đã chú ý đến một nghệ sĩ như em, cảm ơn chị nhiều lắm. Một ngày dài khép lại với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cảm xúc nhất lúc này không ai khác chính là cô Hồng Trang, một diễn viên đầy tâm huyết với nghề. Hy vọng con đường phía trước của cô sẽ gặp nhiều may mắn. Một cuộc trò chuyện rất là hay và xúc động đúng không ạ? Khi xem cái đoạn clip này thì Khang nghĩ hai người, ba người có nhiều cái ấn tượng nhất, suy nghĩ nhiều nhất, đó chính là Mai Phương, Miko Lan Trinh và chị Cát Tường. Bởi vì cả ba đều là diễn viên đúng không ạ? Cho nên là chắc là đều suy nghĩ rất là nhiều về cái sự cạnh tranh trong cái nghề diễn của mình. Khi mà mình lớn tuổi, mình sẽ ít nhiều cơ hội hơn so với những cái diễn viên trẻ. Và liệu điều gì khiến cho mình sẽ có thể trụ lại, khiến cho mình có thể nuôi sống được gia đình, nuôi sống được bản thân của mình, và mình sẽ không trở thành quên lãng với cái tên của mình trong lòng của khán giả. Đó là chính là lý do tại sao mà đôi khi nhìn thì Minh Khang lại liếc qua một chút, thấy Miko Lan Trinh khóc, thấy được giọt nước mắt của Mai Phương. Bởi vì Minh Khang nghĩ là mọi người rất là đồng cảm với lại câu chuyện của nhân vật của chúng ta. Em thì xem hết cái đoạn này em cảm động, bởi vì em thực sự chỉ nghĩ một điều thôi. Em mong là những nghệ sĩ thực thụ, những nghệ sĩ có tâm với nghề sẽ được tổ tạo điều kiện nhiều hơn và soi rọi nhiều hơn để tất cả đều có thể tỏa sáng. Chị hy vọng là mặc dù nở muộn nhưng mà nó sẽ nở rất là lâu, hương thơm nó sẽ rất là ngào ngạt và lan tỏa. Nhưng mà Tường xin chốt lại rằng là đừng nhìn bề ngoài để đánh giá một con người, nhất là một nghệ sĩ. Những người nào mà càng bên ngoài càng tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ thì đó là một người đầy cảm xúc và rất dễ vỡ òa. Xin chúc cho chị sẽ luôn giữ vững cái niềm tin với trong nghề của mình và luôn lạc quan như những nụ cười mà chị gửi đến cho chúng tôi.